Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì. Sứ thần liền nói: thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: việc ấy xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng, vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói với sứ thần: vâng, tôi đây là nữ tỳ Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta họp nhau nơi đây để cầu nguyện cho cha Giuse ngày mai sẽ lên đường nhận nhiệm vụ mới. Xin Chúa luôn đồng hành với Ngài và ban cho Ngài tất cả những gì cần thiết để Ngài có thể chu toàn nhiệm vụ đã lãnh nhận. Chúng ta cũng cầu xin Chúa cho chúng ta biết tiếp nối những gì Ngài để lại cho chúng ta suốt gần 6 năm qua. Trong những ngày vừa qua, Ngài nói với chúng tôi cái thao thức của Ngài không phải là để lại vật chất của cải, mà cái thao thức lớn nhất của Ngài là làm sao để cho dân giáo xứ Martino có được một đời sống tâm linh vững chắc, có được lòng đạo đức, có Chúa sẽ là có tất cả. Ta xin Chúa cho chúng ta biết duy trì những gì Ngài đã gieo vãi và làm cho những gì Ngài đã gieo vãi suốt 6 năm qua được sinh hoạt kết trái trong cuộc đời của chúng ta, cũng như trong gia đình và giáo xứ chúng ta. Ngẫm nghĩ về sự kiện các linh mục mới đây thuyên chuyển, tôi thấy cuộc đời của mình là một cuộc hành trình lúc nào cũng phải đi, lúc nào cũng phải xuất hành, lúc nào cũng phải vượt qua. Đầu tiên nhất là cuộc xuất hành ra khỏi bụng mẹ để đi vào trong một cái thế giới này. Trước tiên nó chỉ là một thế giới nhỏ bé, là vòng tay của cha mẹ trong gia đình thôi. Nhưng mà cái cuộc vượt qua này đầy nước mắt, không có khóc là không được. Không khóc thì người ta cũng đánh cho khóc, nếu không khóc là chết. Rồi lớn lên một chút, có một cuộc xuất hành khác, một cuộc vượt qua khác, ra khỏi gia đình để đi vào học đường. Thế cuộc vượt qua này cũng đẫm nước mắt. Tôi gặp mấy sơ con nhà trẻ nói với tôi: tụi con mới nhận cháu, nhưng mà nhận ít ít thôi, mấy đứa mới. Có đứa nó khóc suốt từ sáng tới chiều, mà nhận nhiều quá nó khóc không dỗ nổi,
nó nhận từ từ, nhận từ từ mấy đứa mới. Rồi cái cuộc vượt qua nữa là vượt qua khỏi học đường, đi vào trong xã hội. Những cuộc vượt qua này có đau thật, nhưng mà ít nước mắt hơn. Rồi ta sẽ phải thực hiện một cuộc vượt qua cuối cùng, vượt qua cái thế giới này để đi vào nơi Chúa Giêsu đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta, đó là cõi lòng của Thiên Chúa. Hy vọng rằng trong cái cuộc vượt qua này, mọi người khóc, ta sẽ cười. Làm thế nào để cho cái cuộc vượt qua cuối cùng của chúng ta đi vào trong cõi lòng của Thiên Chúa? Những cái cuộc vượt qua trong cuộc đời này giống như là cha Giuse khi làm linh mục thì ra khỏi chủng viện, bắt đầu đi giúp xứ Tân Việt, được vượt qua Tân Việt đi về Bàn Cờ, từ Bàn Cờ đi về Mạc Tino, rồi từ Mạc Tino đi về Tân Hưng, rồi không biết có cuộc vượt qua nào nữa không, nhưng chắc chắn sẽ có cuộc vượt qua cuối cùng, mà tất cả chúng ta cũng sẽ có cuộc vượt qua cuối cùng, đó là vượt qua thế giới này vào trong cõi lòng của Thiên Chúa để được trở nên một với Thiên Chúa. Làm thế nào để cho cái cuộc vượt qua cuối cùng ấy, mọi người đều phải khóc, còn ta cười, ung dung ngồi trong lòng Thiên Chúa. Các bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay chỉ cho chúng ta thấy một cách. Bài đọc thứ nhất, trích sách Isaiah. Isaiah loan báo có một cái gì đó vui lắm. Vui như là những người đi trong bóng tối bỗng thấy ánh sáng bừng lên. Vui như là người ta chia nhau chiến lợi phẩm. Vui như là người ta gặt lúa với nhau. Vui. Bởi vì sao vui? Vui là bởi vì cái ách đè trên ta không còn nữa. Cái roi quất vào ta không còn nữa. Chiến tranh không còn nữa. Và lý do tại sao những cái thứ ấy không còn nữa? Tại vì một người con sẽ sinh ra cho ta để cứu độ ta. Rồi kết thúc bài đọc này, Isaiah bảo vì lòng yêu thương nồng nhiệt, Thiên Chúa sẽ thực hiện những điều này. Như vậy thì khi Chúa Giêsu sinh ra, chúng ta có được một niềm vui, vui lắm. Bút mực bao nhiêu cũng không kể xiết được. Chỉ có những ai thực sự có Chúa trong lòng thì mới có được niềm vui ấy thôi. Mà những ai đã thực sự có Chúa trong lòng thì chẳng sợ cuộc vượt qua nào, chẳng sợ cuộc xuất hành nào, chẳng sợ cuộc ra đi nào. Lúc nào cũng bình an, lúc nào cũng ung dung, cũng thanh thoát tự do. Nhưng mà làm sao để ta có Chúa trong cuộc đời của ta đấy? Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Luca kể lại, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai thiên thần Gabriel đến báo tin cho Đức Maria, lúc ấy đã đính hôn với Thánh Giuse rồi, biết rằng mẹ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. Đức Maria thắc mắc, việc ấy xảy ra thế nào được, vì tôi chưa biết đến việc vợ chồng. Và thiên thần giải thích, thánh thần sẽ đến trên bà, quyền năng đứng tối cao trên bà rập bóng, bởi thế mà con trẻ sắp sinh sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Rồi thiên thần cho một dấu, bà Elizabeth vẫn bị người ta cho là hiếm hoi son sẻ, già rồi mà đang cưu mang một người con trai được 6 tháng rồi. Không có gì mà Chúa không làm. Đức Maria thưa, vâng, tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy thành sự cho tôi theo như lời ngài. Và cũng từ lúc ấy, Đức Maria đã cưu mang con Thiên Chúa, mở ra một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên Thiên Chúa ở với con người ở với Thiên Chúa. Kỷ nguyên Thiên Chúa đi vào trong con người, để con người đi vào trong Thiên Chúa. Để thưa lời xin vâng này, thưa anh chị em, không đơn giản.
như ta nói hay ta nghĩ. Theo tập tục của người Do Thái thì việc hôn nhân của con cái hoàn toàn do người cha quyết định. Và người ta thường làm lễ đính hôn cho hai trẻ, có khi nó còn rất bé. Khi đã đính hôn thì thành vợ thành chồng trước pháp luật, và bất cứ mọi phản bội đều bị pháp luật trừng trị. Maria đã đính hôn với Thánh Giuse, như vậy là vợ của Thánh Giuse trước pháp luật. Bây giờ cưu mang mà bào thai không phải là của Thánh Giuse, Maria rất có thể bị người ta tố cáo là ngoại tình và rất có thể bị ném đá chết. Cho nên thưa vâng với Thiên Chúa không đơn giản. Hoặc chấp nhận chết để cho ý của Thiên Chúa thành sự nơi mình, hoặc từ chối kế hoạch của Thiên Chúa. Maria chấp nhận chết để cho kế hoạch của Thiên Chúa thành sự nơi mình. Mẹ đã không chết, mẹ đã trở thành mẹ của con Thiên Chúa nhập thể làm người, và cũng là mẹ và là nữ vương của chúng ta. Ngay trong lời xin vâng cũng vậy, Maria nói với thiên thần: tôi là đầy tớ, xưng mình là đầy tớ như thế thì cũng hàm ý là cuộc đời của tôi ở trong tay Chúa, Chúa muốn sẵn được. Tại vì cái thời ấy chủ có quyền giết chết đầy tớ mà không bị pháp luật trừng trị. Khi xưng mình là đầy tớ trong hoàn cảnh này, Maria muốn nói rằng Ngài ở trong tay Thiên Chúa, Thiên Chúa muốn sẵn được. Muốn Ngài sống thì Ngài sống, muốn Ngài chết thì Ngài chết. Chỉ khi nào chúng ta chấp nhận để cho Thiên Chúa có toàn quyền trên danh dự, trên sự nghiệp, trên sự sống của mình. Chỉ khi nào chúng ta dám bỏ mình để lao đầu vào trong kế hoạch của Thiên Chúa, thì khi ấy ta mới có Chúa, và khi ấy ta mới cảm nhận được niềm vui mà Isaiah mô tả trong bài đọc thứ nhất. Nhưng mà làm sao biết được ý của Chúa? Có người hỏi, ý của Chúa làm sao tôi biết được? Ý của Chúa hôm nay được thể hiện ở trong lời Chúa. Ý của Chúa hôm nay được thể hiện ở trong giáo huấn của Hội Thánh. Đối với chúng tôi, ý của Chúa được thể hiện ở trong hiến pháp và quy luật của chúng tôi. Và ý của Chúa cũng được thể hiện ở nơi các bề trên đang thi hành hiến pháp và quy luật. Rồi ý của Chúa còn được thể hiện ở trong các luật pháp xã hội nào bảo vệ quyền lợi trọn vẹn toàn diện của con người. Những luật pháp nào của xã hội bảo vệ quyền lợi toàn diện của con người chúng ta phải theo. Và cuối cùng ý của Chúa thể hiện ở trong lương tâm của mình. Xin Chúa cho chúng ta biết quên bỏ bản thân của mình, quên đi những kế hoạch riêng của đời mình, lao vào trong kế hoạch của Thiên Chúa, để mãi mãi ta có niềm vui có Chúa ở với ta. Amen.